Vâng, xin được mến kính chào toàn thể quý vị và các bác thân mến. Chào mừng quý vị và các bác tiếp tục quay trở lại với kênh test giới thiệu sản phẩm audio hàng bãi tại Nhật của Sơn Tùng Japan các bác nhé. Và rất vui trong buổi tối hôm nay em tiếp tục về một cặp loa đấy, vẫn là mang thương hiệu Bose các bác nhé. Đấy, có bác gọi là Bose, có bác gọi là Bose ấy, vì lời tùy người các bác nhé. Thì cặp loa của chúng ta hôm nay mang cái model là Bose 363 các bác nhé. Em sẽ cho âm lượng nó nhỏ lên một chút để dễ nói chuyện nào. Đây, cặp loa của chúng ta này các bạn. Đấy, Bose 363. Đấy, và cặp loa này về với chúng ta trong tình trạng là còn nguyên thùng xốp không nhá. Đây, đấy, thùng của loa đây. Đấy, đây là chiếc bên L này đúng không? Còn xem nào. Đây, và đây là chiếc bên R của nó đây. Đấy, một chiếc N và chiếc R còn nguyên thùng nhá. Và xốp của nó thì ở bên trong này. Đây, các bác xem này, xem qua. Đấy, xốp nó còn bên trong này nhá. Và để cận cảnh hơn vào cặp loa thì các bác chúng ta cũng hãy cùng nhau quan sát nhé. Trước tiên thì em sẽ đưa máy quay một lượt để cho các bác chúng ta cùng nhau quan sát về cái độ đẹp của cặp loa này. Đấy, ấy, đây là chiếc vừa xong là chiếc bên phải đúng không? Giờ là chiếc bên trái này, đúng không? Mặc dù là A-cặng nó có một vài cái vết sần ở đây, đấy mọi người nhá. Nhưng mà cặp loa còn rất là đẹp, đặc biệt là những cái lớp xi này này, xi này, lớp xi này thì rất dễ hay bị chóc nha. Đấy, nhưng mà riêng cặp loa này thì không bị chóc, không sứt, không có một chút gọi là cấn cạnh hay là xước gì ở đâu. Đấy, trừ có mỗi một cái điểm trừ duy nhất đấy, đấy là cái e căng nó đã hơi bị sần như này, vết như này của chiếc bên trái nhé. Còn chiếc chiếc bên phải thì là rất là ok, thì càng rất là đẹp bóng bẩy. Thì cái này thì các bác thông cảm nhé. Đấy, vì là hàng nó có như vậy rồi. Đấy, theo thời gian thì cũng có thể là nó có sự xuống cấp cũng nhé, không thể làm mà đẹp như là mới bóc thùng ra được. Đấy, và tiếp theo chúng ta đi về đến tuyến loa đúng không? Đấy, Nan em sẽ nói điều đặc biệt của cặp loa này các bác nhé. Đấy, Nan em sẽ nói cái điều đặc biệt của cặp loa này. Đây các bác để ý này. Các tuyến loa này đúng không? Cái loa Bose 363 này thì nó được thiết kế là một loa 3 đường tiếng, bao gồm có một loa chung. Đấy, loa chung ở đây là 11.5cm đúng không? Một loa chép, chép này không phải chép đồm nha, chép này chép dạng như chép lụa, rất là mềm, sờ nó rất là mềm. Các bác cũng không lưu ý là về để tránh xa tầm tay trẻ em nhá, trẻ con ấn vào đây là lõm ngay. Đấy, chép rất là mềm. Một loa này có đường kính 2.5cm này, và bên trong lòng thùng nó có một cái loa bát đánh bên trong lòng thùng nữa. Đấy, với đường kính là 16cm các bác nhá. Đấy, loa 3 đường tiếng. Thì riêng đến với thương hiệu Bose thì nếu mà bác nào mà chưa từng chơi trải nghiệm những cặp loa dòng nghe nhạc của Bose như 363 và 464 thì theo em là các bác lên trải nghiệm một lần. Nếu như các bác mà, nhất là những bác nào có đam mê và sở thích về âm thanh từ thương hiệu Bose thì các bác mà chưa từng chơi hay trải qua cái dòng 363 hoặc 464, cái dòng nghe nhạc của Bose nhá, thì nó là một điều rất là đáng tiếc các bác nhá. Đấy, ở đây thì em có cả 464 này, bên này có 464 này, có hết 464 này, mà hôm nay giới thiệu cặp 363 này thôi. Đây sẽ mở lốt e căng của chiếc bên này ra. Các tuyến loa thì là rất là ok rồi, bác không có gì phải lo lắng, phải suy nghĩ cả. Đấy, sẽ kéo nó ra một chút để chúng ta cùng nhau quan sát phía đằng sau nhé. Đây, sẽ kéo một chiếc bên trái này ra để nhìn cho kỹ hơn này. Không, đấy, cả hai chiếc nó đều đẹp như nhau trong tình trạng như này. Đấy, đây là phía đằng sau này, các bạn để ý này, các cái chân chân đồng còn vàng nghế này, đúng không? Đây là những vết bụi này, chuẩn chưa? Vết bụi này. Đấy, giờ chỉ việc dọn dẹp qua thôi, một chút thôi là nó đã sạch sẽ rồi. Đấy, cái loa về trong tình trạng còn rất là đẹp, chúng ta
không cần phải làm nhiều. Đây là có những cái vết bụi này nha, dùng cái chổi, cái cây nào này chúng ta phẩy cái bụi nó đi là xong. Đấy, vì loa nó đẹp sẵn rồi đúng không, không cần phải mông má hay là đi spa spell gì hết. Đấy, cứ zin nguyên bản như này các bạn. Đấy, đặc biệt là cái lớp xì này, những lớp xì của dòng 363 hay 464 này nó mà chóc ra là chúng không thể nào mông má, không thể nào mà có thể làm lại được nha. Buộc. Đấy, em sẽ quay lốt chiếc bên này nữa để cho chúng ta cùng cho các bác có nào mà có cái nhu cầu muốn xem ấy, thì là nó sẽ thực tế trong clip luôn đúng không, để nó dễ. Đây, quay cái đít này ra này, đúng chưa? Cái dây này cũng là dây xịn này. Đấy, đây là phía sau, các cái chân rác này còn vàng óng luôn. Đây là cạnh tiếp theo, không hề sứt, không hề bong chóc nở đâu. Và đặc biệt đây, nhân tiện đây thì quay ra phía sau này thì các bác để ý này, nó sẽ ghi là Model 363 System đúng không, tức là hệ thống âm thanh của cái bốt 363 này, đem màu vàng. Và ở đây nhá, cái này thì hơi khó này. Bình thường cái này nó là đầy là ghi bốt 363 luôn này, trên này nó cũng ghi là Model 363. Em sẽ tháo cái này ra nhá để cho chúng ta cùng nhau dễ quan sát này. Đấy, Model 363 System đúng chưa, công suất 80W và trở kháng là 6 ohm. Đấy, bốt Corporation Farmingham này, được sản xuất ở tại Farmingham thì đây. Cái đây là cái thông tin địa chỉ của nhà máy sản xuất nhé. Và dòng loa này, dòng loa được sản xuất tại Mỹ, xuất cho thị trường Nhật. Đấy, dòng loa chuyên dùng để nghe nhạc các bác nhé, chuyên dùng nghe nhạc của bốt. Đấy, cho chất âm rất trên là ngọt ngào và hay. À, một chút quên thì ba để ý này, thường có những cặp loa cũng là 363 nhưng ở dưới này trên nó ghi là 121 đúng không ạ, 121. Đấy, và dưới nó ghi là 242 đúng không, nó ghép giữa một bộ là 242 và 121. Nhưng mà xin thưa các bác, đây là cặp 363 chuẩn chỉ luôn, chuẩn đét. Chúng ta không cần phải không cần phải suy nghĩ nhá. Và đặc biệt là cái số seri đây, nhân tiện em sẽ cho các bác xem số seri này, seri trùng với trên thùng luôn đúng không, 0020460 đúng không ạ, 0020460 này. Đây, số seri này. Đấy, viết hẳn CDA number này, 0020460 trước R luôn. À, cặp loa cực kỳ hiếm mà đáng để chúng ta chơi sưu tầm các bác nhé. Cực kỳ hiếm để đáng cho chúng ta chơi sưu tầm. Và cặp loa này ấy. Rồi, đây. Mất nhạc à, bác đợi em chút nào. Đây nha, đã tìm hiểu sẵn về thông số của cặp loa này rồi. Đây, trên cái trang web của Nhật nhá. Đấy, trên cái trang web về audio của Nhật thì họ nó có nói này. Rồi nhỉ. Đấy, họ có nói đây, nó có ghi đây, một cái đường kính loa chung này 11.5 cm này, vì nó toàn tiếng Nhật nên sẽ nói tóm tắt thôi, xuống phần dưới cái thông số tóm tắt của nó luôn. Đấy, đây là cái phần thiết kế bên trong lòng thùng của loa nha các bác nhá. Đấy, một loa bass 16 đánh subwoofer, đánh úp gầm. Đó, đây là cái ma trận lòng thùng của nó thiết kế như này. Và dưới này là cái thông số kỹ thuật đúng không. Đấy, đây này này, nó các cái tuyến loa này bao gồm một loa bass 16 đúng không, một loa chung 11.5 và một cái loa titter, loa chép 2.5 cm, trở kháng là 6 ohm và cái công suất của nó là 80W. Đấy, tối đa là 210W đúng không ạ. Các cái thông số về kích thước như là 270 này đúng không, bề ngang 270, chiều cao là 581 và bề sâu là 264. Đấy, 264.
và cân nặng của nó là 16.2 kg. Và phần dưới này nhá, các bác nhiều khi các bác mua cặp loa này bác đòi hỏi có chân thì xin thưa các bác đây, chân họ ghi rõ là bán riêng này đúng không, chân cái model của chân là PS3 đấy, với giá là 22.000 yên. Và cái giá của thời điểm này, giá ở cái thời điểm của năm 1993 đúng không, năm 1993 đấy, năm 1993 cái cặp loa này có giá là 139.600 yên đúng không, sẽ được bắt đầu tiến hành bán, phát bán từ tháng 12 năm 1993 thì đến thời điểm bây giờ là có thể nói là 30 năm cho một cuộc tình. Đấy, 30 năm cặp loa này nó đã được sản xuất và đưa ra thị trường đến bây giờ được khoảng tầm 30 năm rồi. Đấy, nhưng mà nó vẫn còn những cái cặp loa đẹp như thế này thì rất đáng để cho các bác chơi sưu tầm nhé. Loa thì nghe nhạc rất là ok. Bây giờ em sẽ cố định máy quay lại để chúng ta cùng nhau thưởng thức một đoạn âm thanh đến từ cái cặp loa Bose 363 này các bác nhé. Và xin kính bây giờ thì xin kính mời quý vị các bác chúng ta sẽ cùng nhau đi nghe đoạn bản test với cặp loa Bose 363 này các bác nhé. Và chúng ta hãy để ý nghe xem cái chất âm của cái dòng loa nghe nhạc đến từ thương hiệu Bose này đấy, thì nó sẽ như thế nào đúng không nhé. Chào dây cuối qua cầu,
phận làm con, nghĩa mẹ công thầy thân gái vuông tròn, vâng lời theo chồng xa xứ sang giàu nhưng chẳng sang son, em vui vui gương em cười cười xuôi. Vâng, vừa rồi là chúng ta cũng vừa cùng nhau thưởng thức một đoạn bản test trên cái cặp loa Bose 363 này thôi nhé. Thì chất lượng âm thanh nhất đặc biệt là cái tuyến chung của loa nó cho cái âm thanh nói chung rất là ngọt ngào, chi tiết và sắc nét các bác nhé. Mọi chi tiết mà các bác có nhu cầu muốn mua cặp loa này thì hãy vui lòng liên hệ cho em theo cái số điện thoại trên tấm biển đỏ kia các bác nhé. Và em cũng xin được báo giá luôn, ngay cặp loa này được ship về Việt Nam đi đường hàng không với giá là 20 triệu các bác nhé. Giá là 20 triệu cho cặp loa này. Bác nào mà có nhu cầu thì vui lòng gọi điện cho em theo một trong hai số điện thoại trên cái tấm biển đỏ kia. Đến đây thì em xin được tạm dừng và kết thúc video clip của mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác.